không định nói tiếng Anh. Chào các bạn, hôm nay mình cho anh mình coi, tại vì hôm qua mình mới lấy xe về á. Hôm nay là thứ bảy, hồi bữa drop off cái xe hồi đầu tuần thứ hai, nguyên tuần không có xe. Thứ sáu hôm qua mới lấy chiếc xe về, có nghĩa là họ mới install cái gọi là cái supercharger, không biết các bạn biết nó có nghĩa là gì. Cái đó thì mình cũng không biết dịch tiếng Việt cho nên mình sorry nha. Nó trong cái giới chơi xe nó có tới 2-3 loại boost khác nhau. Boost là sao? Boost là force induction, có nghĩa là giúp cho có cái lực nào đó để cho cái xe nó đẩy nhanh hơn, nó hỗ trợ cho cái xe. Thì bây giờ lúc mà chơi xe đó có 3 loại khác nhau, mình giải thích ngắn gọn thôi. Đầu tiên đó, nó gọi là NA, là naturally aspirated, có nghĩa là cái xe gọi là natural, thì cái chữ natural các bạn biết rồi là không có gì đúng không? Natural là thiên nhiên. Thiên nhiên. Giống như là chơi tập tạ mà không có dùng steroid á. Ok đó. Thì có nghĩa là mình dùng cái máy xe, mình phải lấy ra, mình rebuild, mình phải làm lại. Thì trong đó nó có mấy cái cây piston rồi này nọ. Mà các bạn muốn làm như vậy á, rất là mắc tiền, 8.000 tới 10.000, mà tốn rất là nhiều thời gian. Thì cái đó ok thôi, mà power cũng không có nhiều. Ok. Cái cách thứ nhì á là supercharger với lại turbo. Turbo thì mình nghĩ các bạn biết nhiều hơn là supercharger, tại vì supercharger là kiểu xe Mỹ nhiều hơn, turbo là cho xe kiểu đường phố, xe Nhật. Thì mình rất may là được tụi Kraftworks nè, họ sponsor cho mình. Sponsor nghĩa là tài trợ nha các bạn. Họ tài trợ. Tài trợ. Mình ký hợp đồng 1 năm với họ rồi đó. Thì nói chung là mình phải đi show, rồi mình phải đi show gọi là ở dưới cái liều của họ đó. Tại vì thường thường có mấy cái show car đó là họ đi và họ bài cái liều ra để họ bài bán những cái mặt hàng mà họ có. Đúng rồi. Thì có khi họ đem xe mình, có khi họ đem xe người khác, nhưng mà nói chung là xe nào được họ tài trợ họ sẽ đem theo. Tức là họ cần một cái gì đó thì họ bỏ sản phẩm lên để họ quảng cáo. Thì đây. Yeah. Đây là cái supercharger. Giống như bạn tập tạ mà bạn được thực phẩm bổ sung tài trợ gì đó. Đó, ok. Giống như bạn có cái body hay đẹp quần áo hay đó, hay gì thì đó. Họ sẽ mượn bạn. Thì đây là cái supercharger. Cái supercharger này nó khác một chút xíu với loại khác á, là tại vì thường thường supercharger họ xài cái bell nè. Các bạn thấy cái bell này không? Thường thường á, cái bell này là họ dùng chung với lại của cái máy luôn. Cái vấn đề mà mình khoái cái bell, cái loại supercharger này hơn á, là tại vì họ dùng cái bell riêng. Đây là cái bell nè, đó các bạn thấy không? Đó, giờ nó cứng rồi, phải mở máy lên các bạn thấy. Thì cái bell này á, nó không có liên quan tới cái máy. Cái này là bell của máy nè, các bạn thấy. Nó dùng cái bell riêng để khi mà có chuyện gì rủi ro đó. Tại vì cái người nào mà chạy supercharger đó, họ phải biết là dùng cái bell, cái cách tăng đưa cái bell như thế nào. Mình nói chứ tăng đưa không biết, chắc mình nghĩ các bạn hiểu. Tăng đưa có nghĩa là họ có cái con ốc này nè, mình chỉnh sao cho cái bell đừng có chặt quá, cũng đừng có gọi là lỏng quá. Vô thì, luôn rồi. Tại vì nếu mà chặt hay lỏng quá đó, thì lúc mà chạy á, nó quay mạnh thì mạnh á, nó không có tốt cho xe, nó dễ bị đứt. Thì bây giờ mình nói tới vấn đề đứt đi, lỡ mà các bạn không có rảnh mà các bạn coi những cái vấn đề đó đi. Nếu mà bell này bị đứt, xe vẫn có thể chạy về bình thường được, tại vì cái bell cũ của xe nó vẫn còn hoạt động. Tức là cái máy, tức là không có dùng một cái bell để cho chạy hai thứ, hai cái bell khác nhau. Tức là mà cái máy để chạy xe là phải dùng hà bell, mà mất cái bell chính á thì xe không có chạy được. Cho nên thằng này sợ bị hư cho nên nó dùng hai bell cá nhân riêng. Thì mình giải thích cho các bạn, cho những người mà không có chơi về xe nhiều á, để hiểu nhanh thôi. Mà cái đó rất là hay, tại vì lỡ bell bị đứt, bạn có thể chạy nhà được, bạn không có bị giống như là phải nằm đường, hay là xe thô gì đó. Các bạn biết bên đây á, bạn bè cũng vậy, hay người bà con cũng vậy, người ta bận đi làm hết rồi, đâu ai chạy tới hép liền được đâu. Đó. Thì ok, đây giúp kế tiếp. Thường thường turbo nó có cái con này gọi là con ốc sên đúng không? Turbo đó nó có cái cục này, nhưng mà hàng supercharger nó vẫn có luôn. Có nghĩa là cái supercharger này nó hay là nó được gọi là supercharger mà có cái con ốc sên giống như là turbo. Đường dẫn ống vô đây đó, rồi đây là cái blow off valve như này để tạo cái tiếng. Nó sẽ xịt ra, tại vì hút hơi vô nhiều quá thì cái hơi nếu mà giữ lại trong máy không tốt, phải có cái đường đi ra. Thì cái này nó sẽ xịt ra. Có đây mai muốn mình đổi cho cái nào cái tiếng nó ok hơn. Còn đây là cái intake nha, cái khâu intake nó đi xuống ngược dưới đây. Đây là cái intercooler. Intercooler là gì? Sorry các bạn xem hơi dơ. Cái intercooler là để cho giống như nó làm cho giảm nhiệt, nó làm cho giải nhiệt. Có khi dầu giống như nóng quá đó, tại vì cái này là lúc mà chạy đó nó quay mạnh hơn cái thường. Cái công suất nó quay mạnh hơn thường, nó rất rất là nóng, cho nên cần những cái này. Đây là những cái gọi là hỗ trợ
gọi là force induction hỗ trợ cho cái động lực xe nó chạy mạnh hơn. Mình chỉ dịch thoáng qua vậy thôi, sorry các bạn. Nhưng mà ok, so far thì turbo á thì nó bị gọi là lag, nó bị chậm chút xíu khúc đầu. Thì turbo nó phải lấy gió vô từ từ, rồi sau đó nó lấy mạnh thì mạnh, rồi cái lực của turbo nó bắn cái xe đi. Còn cái supercharger á, cho những ai thích giống như là cái xe kiểu mà NA là bình thường hơn đó, nó đi đều luôn. Cái gọi là cái hỗ trợ power đó, nó đi đều lên luôn. Còn gọi là so sánh với turbo đó, thì turbo nó có một chút lag ở đây, trong khi supercharger đi ở đây. Rồi sau đó từ từ hai thằng lên đây á, thì turbo nó mới mở, nó đi nhanh hơn. Nhưng mà turbo thì giữ được power nhiều hơn supercharger. Thì một cái đó là cái tùy cái cách các bạn thôi. Giống như thằng bạn mình á, nó khoái đi đường núi. Đường núi á, là lúc nào các bạn cũng ở số tài số 2, số 3 hết á. Cho nên khó có khi nào mà cái turbo nó nhảy vô kịp để cho nó có sức mạnh để cho chạy nhiều hơn được. Cho nên supercharger nó đều luôn. Cho nên bạn mình á, hôm qua nó chạy thử, nó nói nếu mà nó được quay lại, nó sẽ chọn supercharger hơn. Cũng tùy thôi. Thôi. Ok. Với lại thêm một vấn đề là California mình chạy turbo của xe mình là bất hợp pháp, dễ bị cảnh sát kéo lại cho mình, ticket. Xe mình các bạn coi đi, mình làm nhiều thứ lắm, nó gọi là cái rocker body á, cái wide body kit á, cho nên dễ bị dính hơn. Cho nên thằng bạn mình nó cũng nói là xe mày chỉ thích hợp chạy supercharger hơn. Cái này là hoàn toàn hợp pháp. Khi mà cảnh sát nó mở mui lên như vậy là nó thấy ok là hợp pháp, tại vì đã được hết rồi. Để start máy nha. Ok, giờ mở máy lên cho các bạn coi như thế nào ha. Cái tiếng nó kêu cao lắm. Ui đã rồi. Cái bèo nè. Đó, cái bèo nó đã đánh rồi nào. Có nghĩa là nó nấu chung với cái bèo chính. Cái bèo chính của máy là ở đây. Cái bèo chính của máy là ở đây. Đó, còn cái bèo này là của supercharger. Hai cái riêng. Hồi trước á, nó dùng cái bèo mỏng hơn, giống như cái máy vậy đó. Người ta complain, người ta nói bị đứt. Cho nên kỳ này nó chơi cái bèo dày như đây là 30mm. So sánh với bèo cũ thì không thể nào đứt được á. Tại các bạn biết chạy cái công suất giống như là đua xe vậy đó, cho nên nó rất là nguy hiểm. Cho nên nó phải dùng dày. Giờ mình cho nó khởi động máy một chút xíu, rồi mình sẽ chở anh mình đi vòng vòng. Mà so far thấy good lắm. Nó đâu có chở đâu đâu, chở các bạn đi coi mà. Chở các bạn. Các bạn lên xe. Đâu mày nẹt đi, mày nẹt thử đi. Giờ nẹt vài cái á. Nó điếc tai luôn á các bạn ơi. Nghe cái tiếng gió không? À. Có nghĩa là cái tiếng thường thường mà các bạn nghe mà nó keo thì keo á, nó hú keo á, cái đó là supercharger. Có xe nó hú khó chịu lắm, keo trong, ghét cái tiếng đó lắm. Mà xe này nó điều hòa giữa hai cái. Tới khoảng chừng 4.000 hay là 5.000 RPM á, cái công suất á, là các bạn nghe được cái blow off valve. Cái blow off valve là cái kiểu gió nó bắn rồi đó, cái đó là cũng turbo. Cái này có hết cả hai cho nên mình rất là thích. Xe khác nó kêu lớn hơn nữa, supercharger khác. Rồi cầm nghe. Nghe không nghe tiếng gió vào. Chưa để ra ngoài đường này đi. Chứ trong khu nhà mình chạy á, gặp nít mất công lắm. Trong đụng đó. Ra đường vắng mình chạy. Còn nhớ nha, trong khu nhà đừng chạy quá hai mấy ba chục mai nha. Ừ, mình chơi xe mà vẫn phải tôn trọng người khác. Mình phải có cái gọi là cái sự tại đam mê mà đâu phải là dùng đam mê để đi chọc người ta. Để chọc bức người ta. Đó, có người đi bộ, có xe, có đồ. Xe mình thì dĩ nhiên là mình ôm cua đồng ngon rồi. Đâu có. Ui giờ nó mất luôn cái tiếng exhaust ngoài luôn hả? Mất luôn hả? Hồi xưa còn nghe, thấy không, còn nghe exhaust chút xíu à. Chút xíu. Giờ nó chiếm hẳn luôn rồi. Lần đầu các bạn sẽ bị khó hiểu cái này giúp cái gì, nhưng mà từ từ các bạn coi rồi tương lai Khánh nó sẽ nói tiếp nữa là các bạn sẽ hiểu. Không sao, cái này làm vlog daily cuộc sống hàng ngày cho các bạn coi thôi, cho nên không có bắt các bạn phải yêu thích xe. Cho các bạn coi Khánh đang làm gì thôi, ngoài tập tạ sưu tầm dài ra. Ghê chưa các bạn?
Giờ giọt luôn hả? Chơi. Nó giờ giọt cái nó đi. Mới này mình hả? Sao vậy? Giọt cái. Nó tao đi bộ vô thôi. Đã cái giống như là trơn chân vậy, quá đã luôn. Ủa, đẹp thiệt mà sợ đá vô có bị bể hư vậy không? Không không. Kenny đang quay vlog. Hopefully everything works out. Quay vlog. Checking in right now. Mình đã tới nơi. Hey. Cái event hôm nay á, cái lễ hội hôm nay á là toàn những cái chiếc xe của Kenny không à. Toyota 86. Ngay đây nè là nguyên cái đường sẽ chạy track, nguyên cái khu này luôn. Rất là bự không các bạn. Hôm mình sẽ cho các bạn coi tiếp, rất là hay. Nhớ theo dõi tiếp tục. Đừng có rời cái màn hình, ok. Ok thì mình đã tới nơi. Cái chỗ này á là để cho show xe nè các bạn. Đăng ký rồi mình ngồi trong đây mình cho mọi người đi coi xe của mình. Ở đó là cái trường đua nè. Một hồi mình sẽ vô đó với thằng bạn mình, nó lái rồi mình ngồi mình quay cho các bạn coi. Hy vọng nó cho quay bằng cái GoPro. Hy vọng. Tại vì vấn đề an toàn á cho nên nó để coi như thế nè. Còn chỗ này là cái booth của Kenny mà tài trợ cho Kenny. Xe đã tới rồi, họ đang set up cái dàn lên rồi mình đậu xe vô, mở máy cho người ta coi. Xe đã tới nơi. Cái chiếc lá nữa. Chính thức ở dưới cây cờ của hãng Kraftwerk. Vấn đề là Châu Chiên U đã bị cái này trên đầu ta đã bị bỏ chìa khóa vô đây rồi và cái nút mở không được. Đóng 120 đồng để chạy track, giờ không chạy được nữa rồi. Nguyên sẽ cập nhật tình hình cho các bạn khi mà mở được hay không. Đói bụng rồi, giờ đi ăn. Vẫn chưa tìm được giải pháp. Ồ, mày kêu em gái mày lên à? Chết rồi. Phải dắt đi shopping rồi. Tell them what happened. I'll put a social reject sticker and I closed my trunk. Nó đang diễn tả làm sao nó bị mất chìa khóa. Và ở đây mình có một cái hot dog. Cái khúc hết nước rồi, không có Monster. Ngắm trai. Ngắm BD. Giờ coi xe chạy. Quá là tuyệt vời luôn. Tuyệt vời ở mặt trời. Người theo dõi của Kenny đã cho tiếp chợ nước cho nè. Yeah, thank you guys. Thanks for watching. Yeah, thank you.
Không biết chắc nhiều bạn cũng thắc mắc là cái này là cái gì. Và cũng có nhiều bạn đã thấy được nó ở trên cái Facebook mấy ngày trước Nguyên đã đăng lên. Tụi này rất là vui. Thì nó là cái gì? 86 Fest có nghĩa là lễ hội 86. 86 là cái gì? Thì các bạn search trên mạng á, chiếc xe, những ai mà coi phim đua xe của Nhật Bản hồi xưa lâu lắm rồi, phim hoạt hình Initial D, thì các bạn biết là cái lễ hội này dành cho những ai hâm mộ những cái chiếc xe đó, tức là chiếc xe Toyota Corolla 86. Thì các bạn search, mình sẽ để cái tên, các bạn search thì các bạn sẽ biết cái câu chuyện như thế nào. Thì lễ hội này cho những người hâm mộ chiếc xe này và họ độ, họ làm lên cho đẹp để đi show car để ngày bữa đó. Tại xe này nó rất là tốt về nó, xe này nó trip trên đường núi, đường ngoằn ngoèo rất là tốt. Thì cho nên lễ hội này vừa có thi đấu đủ thứ loại hết, trip vừa chạy track đường dài đua nhau, rồi thi thố dự xe ai đẹp hơn ha. Thì Nguyên kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Đó là vào năm 2015, thì tức là 2 năm trước, năm đầu tiên tụi mình đi lễ hội này chỉ để ngắm thử những chiếc xe thôi. Lúc đó tụi này rất là đam mê nhưng mà cái tiền độ xe rất là cao. Thằng em Nguyên nó rất là đam mê xe, ngoài dài ra Nguyên cũng vậy. Thì tụi này đam mê xe, đặc biệt là thằng Khánh, nó muốn làm cái gì đó ngoài cái đam mê khác, đó là đam mê về xe, nó chưa bao giờ thực hiện được. Hồi xưa nó chơi dài trước là tại vì dài nó không có tốn tiền bằng xe. Xe nó tốn rất là nhiều tiền các bạn. Dài cũng vẫn tốn tiền nhưng mà nó không có quá cao ha. Thì Nguyên nói vắn tắt thôi, thì cái đam mê vẫn tiếp tục cháy trong cái con người của nó và Nguyên. Thì Nguyên nói ok, cứ việc làm để dành tiền rồi làm ha, cho vui. Các bạn biết thì tụi này thích cái gì á là sẽ làm, mà làm á là phải làm tới chốn tới nơi ha. Thì năm 2015 Nguyên và nó đi dự lễ hội này và lúc đó không có xe, chỉ xe tầm thường thôi, cũng có một chiếc xe giống như vậy nhưng mà chưa độ, chưa làm gì hết. Đi rồi thấy hâm mộ, rồi ao ước khát khao một ngày nào đó được đi thi đấu, được thắng giải, nhưng mà cái đó như là cái giấc mơ xa vời thôi các bạn. Hai năm trước đó, thì năm ngoái á, Khánh nó cũng có một chiếc xe rồi bắt đầu làm. Rồi sau đó đó thì tụi này chỉ đi chạy track thôi, tức là chạy cho vui thôi, đóng tiền cỡ khoảng 120 rồi các bạn được chạy cả ngày ha. Rồi sau đó thì mình nói vắn tắt thôi, các bạn muốn các bạn vô cái channel của thằng em Nguyên á thì Nguyên sẽ để đây là các bạn sẽ thấy. Thì nó làm xe, tiền bạc công sức nó đều bỏ ra hết, không ai giúp hết, chỉ có một hai thằng bạn giúp cho nó trong cái quá trình mà nó chưa biết làm đó. Thì build chiếc xe, cắt tỉa ra sao, Nguyên thì giúp nó về cái mặt tinh thần, đó là ủng hộ. Rồi Nguyên quay vlog cho nó, edit vlog, rồi quảng bá cho cái vlog của nó để cho thực hiện được cái đam mê. Tại vì các bạn biết mà, đam mê mà mấy tháng trước á thì các bạn biết tụi này đi show ở trên San Jose, nhưng mà vẫn cái show đó rất là bự hơn show này một chút xíu. Tụi này chưa có thắng được cái giải, chỉ đi được mời vô show xe là vinh hạnh rồi đó các bạn. Vinh hạnh của tụi này đối với cái chỗ đó, tại vì rất là khó để được vô. Sau đó được vô rồi nhưng mà vẫn thi đấu không được giải thưởng, tụi này rất là buồn. Mặc dù biết sức mình giới hạn, mặc dù biết mình chưa có đến đâu hết á, mình chưa có giỏi, mình chưa có làm xe đẹp bằng người khác, nhưng mà cũng cảm thấy buồn. Tại vì chạy tuốt lên trên San Jose cũng khoảng 6 tiếng đồng hồ, thì không có giải thì ra cũng buồn. Nhưng mà tụi này nói là thôi, cái này giống như là kinh nghiệm, lần đầu tiên đi show xe, học kinh nghiệm, vui là chính ha. Và đam mê thỏa mãn được là vui lắm rồi. Cái Khánh nó mới đăng ký với cái lễ hội này vào tháng 7, thì bắt đầu họ chấp nhận cho đi show car,
rồi xe của nó phải đậu ở chỗ nhà tài trợ. Thì cái này có nghĩa là 2 năm sau, tức là tụi này đi lễ hội 3 lần, 3 năm chứ các bạn, mặc dù 2 năm nhưng mà 2015, 16, 17. Thì đó thì nó đăng ký, nó thi. Thì lúc đó đó, trước nó 1-2 người được gọi tên lãnh giải rồi, xe cũng giống nó mà độ theo một cách khác, các bạn hiểu không? Giống như là đi thi đấu vậy đó. Thì lúc đó nó nói thôi, con người đã ẩm giải rồi. Tại lúc đó Nguyên cũng không có rành về cái cuộc thi đấu này nữa, tại vì Nguyên tưởng là phải phân ra từng loại chiếc xe một. Cái Nguyên nói nó cái bữa trên San Jose á, mình không có thắng á, là tại vì nó phân loại quá nhiều xe, hiệu Honda, Toyota, Acura, cũng như là nhiều cái hiệu, nó phân loại trong cái hiệu đó thì xe nào đứng đầu. Nhưng mà còn cái lễ hội này á, chỉ có những cái dòng xe Khánh chạy thôi, thì quá trời dòng xe của Khánh chạy, nó sẽ chọn ra những chiếc xe đẹp nhất ha. Thì Nguyên nói là tao nghĩ mày có thể đậu đó, tao có cái feeling, mày ở lại thêm một chút xíu nữa đi, tại sẵn mình đã ở từ sáng đến chiều rồi. Cái nó ok rồi, ở lại. Thì vừa mới nói á, thì cỡ 15 phút sau á, nghe tiếng cái ông mà dẫn chương trình á, ổng chủ cái show đó, ông nói là Kenny Nguyễn. Oh man, lúc đó Nguyên đang cầm cái bình nước, Nguyên giục xuống, Nguyên vỗ tay quá trời quá trời. Yes 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 yes. Thì mặc dù cái này, cái giải thưởng này chỉ là để trưng bày thôi, nhưng mà đối với cái tụi này á, đối với Nguyên, Khánh và một số người bạn đã giúp đỡ á, thì nó là một cái bước ngoặt tiếp theo, nó là sự bắt đầu thôi, chứ nó không phải là gì cả. Nó không phải chứng nhận là tụi này giỏi, tụi này đẳng cấp thế giới, không có, mà là một cái bước ngoặt để cho tụi này biết rằng á, cái đam mê mình đã có câu trả lời. Ngoài dài ra thì tụi này chơi xe thì cái đam mê cũng đã có một cái câu trả lời, cũng đã có một cái lời khuyến khích, động lực để tụi này làm tiếp. Và chắc chắn rằng cái mà show đầu tiên mà tụi này chưa có được giải thưởng là ở San Jose đó, hy vọng rằng năm sau tụi này sẽ cố gắng lấy được nó, mặc dù cái giấc mơ đó là xa vời lắm các bạn, còn thêm một cái show mà rất là khó để vô, thì tụi này cố gắng và cố gắng tiếp tục nữa. Thì Nguyên muốn nói ở đây vắn tắt cho các bạn, không phải để show cho các bạn biết là ồ show off hay là khoe khoang là được giải gì hết á. Được giải thì vui, cũng khoe cho các bạn thì các bạn vui lây, vui chung ha. Không có các bạn, không có tạo động lực cho tụi này thì tụi này cũng không có làm được gì cả. Và thứ hai á, là Nguyên muốn nói là các bạn à, nếu mà các bạn có một cái đam mê gì đó đó, các bạn cứ tiếp tục nuôi nấng nó, tiếp tục cố gắng thực hiện nó. Mặc dù trước mắt các bạn sẽ biết là rất là khó khăn, thì các bạn sẽ biết chắc rằng không có được gì cả, cũng giống như tụi này sẽ tốn sức lực và thời gian cũng như tiền bạc mình bỏ ra. Nhưng mà các bạn thử hỏi rằng á, cái đam mê mà bạn tốn ra bỏ ra như vậy đó, các bạn có thỏa mãn được không, các bạn có vui được không? Nếu như các bạn thấy nó đáng mà, các bạn hãy tiếp tục làm cho Nguyên. Chắc chắn với bạn một điều rằng đam mê của bạn bỏ ra, thành công của bạn bỏ ra, chắc chắn sẽ được một cái gì đó trả lại cho bạn. Và không cần phải ai chứng nhận bạn, không cần phải ai nói bạn giỏi, không cần phải ai khen cái đam mê của bạn, không cần thiết đâu các bạn. Các bạn cứ âm thầm tiếp tục cố gắng từng ngày, cũng như tập tạ, chơi xe giống tụi này, cũng như là sưu tầm dài. Không cần phải ai biết, không cần phải nổi tiếng, chơi cho chính mình, đam mê cho chính mình. Và đừng có đam mê một cái thời gian nào đó thôi rồi nản, rồi bỏ cuộc, rồi chạy theo một cái khác mà cái đó thật sự không phải là đam mê của bạn, thì có khác gì bạn chạy theo xu hướng, có phải không? Cảm ơn các bạn một lần nữa đã ủng hộ tụi này, ủng hộ channel của thằng em mình, ủng hộ channel này. Thì Nguyên muốn nhắn nhủ với các bạn rằng á, là Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện cái đam mê tập thể hình, sưu tầm dài, xe với thằng Khánh. Và tương lai còn rất là nhiều cái ước mơ, cái kế hoạch ấp ủ
của hai đứa này lâu lắm rồi. Hy vọng rằng trong tương lai nó sẽ được phơi bày ra, nó sẽ được thực hiện, nó sẽ được có thể là lên quỹ đạo. Không phải là để giàu có gì hết, mà là phát triển, có thể biến thành hiện thực. Tụi này ấp ủ rất là lâu. Thì đó, mình muốn khuyên các bạn có những cái gì mà đang ấp ủ, có những cái gì mà muốn thực hiện nó liền đi các bạn. Thời gian không bao giờ chờ đợi ai. Các bạn đừng bao giờ lãng phí một phút nào trong cuộc đời của các bạn. Hãy cố gắng, ngày này không làm được, ngày thứ hai làm tiếp tục, ngày thứ ba làm tiếp tục, làm cho đến khi cái giấc mơ của bạn nó thành hiện thực. Cảm ơn các bạn.